chào quý vị, xin chào anh em. Anh em đang được theo dõi, đây là một bộ ly Sony 3.2 và giá là 4 triệu đồng. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Như anh em đang nhìn thấy trên màn hình, con âm ly này còn khá đẹp, màu đen, bề ngang nó tầm 43, chiều cao tầm 14-15 và chiều sâu nó tầm 35. Một con âm ly to, nặng, gấu của dòng Sony. Âm ly này được thiết kế chạy 4 sò than, một nguồn cực kỳ to, 4 tụ lọc, 2 tụ bên này và 2 tụ bên này. Đặc biệt con âm ly này có cái bộ tản nhiệt, nó góp phần lên độ nặng của con âm ly, nó to lắm bên trong anh em ạ. Góc cạnh là mượt mà, anh em có thể ghép vào những đôi từ bát 20 đến bát 30 nhẹ nhàng luôn. Nó là dòng âm ly khỏe và cái dòng của Sony này nó cũng khá nặng bác. Âm ly được thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản, số series là 235, có chức năng pre inam. Các đường vào âm thanh anh em có thể cắm vào những cái đường này đó. AB cộng B, trở kháng từ 4 đến 16. Tiếng hay, khỏe trong tầm tiền. Với mẫu âm ly này các bác có thể ghép vang để hát karaoke và những đôi loa chính hãng. Anh em nào thích thương hiệu Sony, đây là một sự lựa chọn. Ngày mưa thôi rơi mà nỗi sầu xa tầm với đời con. Anh em đợi cửa hàng sẽ mời các bác xem nội thất luôn.